đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập, Gia Phương, Gia Vân, Gia Thắng, Gia Tiến, Gia Trung thuộc huyện Gia Viễn. Số người ứng cử là 5, số đại biểu được bầu là 3. Danh sách những người trúng cử xếp theo vần ABC gồm 1. Ông Hoàng Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn, tỷ lệ phiếu bầu 95,35%. 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành công Hoa Xin, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành công Mô tô Việt Nam, tỷ lệ phiếu bầu 85,32%. 3. Ông Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, tỷ lệ phiếu bầu 85,40%.